Theo truyền thông trong nước đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công an tìm ra những kẻ đứng sau các tin đổi tiền thất thiệt. Video trên YouTube của truyền hình Quốc hội Việt Nam cho thấy tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 diễn ra vào hôm 6 tháng 12, Thủ tướng khẳng định rằng kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định và không có chuyện đổi tiền. Dân trí trích lời Thủ tướng nói tại hội nghị rằng việc tung tin đổi tiền có mục đích trục lợi và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư cũng như sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Nhận xét về nguyên nhân có những tin đồn như vậy, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết. Rõ ràng là trong một cái bối cảnh là có những các cái biến động tài chính, có nợ của chính phủ tăng cao, thì là có những các cái tin đồn nó bất thiện. Thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị là phải truy tìm ra thủ phạm và phải có cách xử lý. Theo dân trí, tin đồn xuất hiện vào khoảng cuối tháng 11 và đã khiến thị trường ngoại tệ vàng trong nước biến động và gây tâm lý bất ổn trong xã hội. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều người dân đổ đi mua vàng và đô la để tích trữ trong trường hợp đồng Việt Nam mất giá do nhà nước tiến hành đổi tiền. Ngân hàng Nhà nước hôm 1 tháng 12 đã chính thức lên tiếng phủ nhận kế hoạch đổi tiền và cho rằng những tin đồn này là thất thiệt và không có cơ sở. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã cảnh báo sự ảnh hưởng của những tin đồn như vậy tới an ninh tiền tệ quốc gia. Việt Nam trước đây đã có 6 lần đổi tiền trong những năm từ 1947 đến 1985. Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas từng cho VOA Việt ngữ biết rằng việc Việt Nam có những lần đổi tiền trước đây là cơ sở cho các tin đồn xuất hiện và được lan truyền. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính từng có thời gian làm việc cho ngân hàng ở Mỹ, được Infonet trích lời nói trong một nền kinh tế có độ mở ít như Việt Nam, với các thông tin không thông thoáng và đầy đủ, và cơ quan chức năng không công khai nhiều tin tức, thì việc xuất hiện tin đồn là tất yếu.